đoạn này là hạ tiện cầu hối, tức là tu pháp sám hối. Phục thứ tổ quản như vị lai thế hữu chư hạ tiện đẳng nhân, hoặc nô hoặc tỳ ngại chiến, chư bất tự do chi nhân, giác thi túc nghiệp yếu sám hối giả. Đây là trước tiên nêu ra một nhóm chúng sanh sám hối. Bần tiện là sự khổ ở nhân gian, bần là không có của cải, tiện là không có địa vị. Điều này ở thế gian là trái ngược với phú quý. Phú là có của cải, quý là có địa vị. Quý, tiện và bần phú khác biệt rất lớn. Sự khác biệt này là do những nghiệp chúng ta đã tạo. Ở đời trước, thế nên đã sinh ra sự khác biệt. Muốn trách cứ xã hội này giàu nghèo không công bằng, giàu nghèo tuyệt đối không thể đồng đều. Đây là đạo lý nhất định. Tại vì sao? Vì nghiệp của mỗi cá nhân tạo tác khác nhau, thì làm sao có quả báo giống nhau cho được? Đây là việc không thể xảy ra. Thế nên lời dạy của các bậc thánh hiền là hy vọng mọi người đều có thể hiểu rõ sự thật của nhân quả báo ứng. Mọi người sẽ không còn quan trách được. Người giàu có nghĩa vụ giúp đỡ người nghèo khó. Người nghèo biết được mình phải tu phước, biết phải sám hối, biết làm phước, thì xã hội này mới có thể hòa mục, mới có thể an định phồn vinh, các bên tôn trọng lẫn nhau. Ngày nay họ giàu là do đời trước họ siêng năng tu. Đời này tôi nghèo là vì tôi không tu, tôi làm sao có thể trách người khác được. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Sáng tỏ đạo lý này thì sẽ không oán trời trách được. Biết được chính mình không tu, không tu thì không sao cả, hiện nay tu cũng không kịp. Ngày nay tôi chịu tu thì đời sau sẽ tốt đẹp. Nếu người giàu có không chịu tu, chỉ hưởng phước mà lại không tu phước, thì đời sau sẽ biến thành người nghèo hèn. Đây mới là đạo lý chân thật. Trong đoạn này, Pháp Sư Thanh Liên trích dẫn trong Kinh Biện Ý. Đây là lời Phật dạy: năm việc thường sanh làm người thấp hèn, làm nô tỳ cho kẻ khác. Làm nô tỳ là không có địa vị ở trong xã hội. Không có địa vị thì gọi là tiện. Phật nói có năm nghiệp nhân tạo thành quả báo này. Thứ nhất là kiêu ngạo không tôn kính song thân. Song thân là cha mẹ, thái độ kiêu mạn với cha mẹ, không tôn kính cha mẹ, không hiếu thuận. Đời sau kẻ ấy phải chịu quả báo này. Thứ hai là ương nhạc không kính cẩn. Kính cẩn là kính trọng, tức là cung kính. Hai người này cũng sẽ có quả báo như vậy. Tự cho mình là đúng, ở đâu cũng không chịu nhường người khác. Trong một kinh này, Đức Phật cũng thường cảm thán mà nói: chúng sanh cõi diêm phù đề ương ngạnh khó giao hóa. Tại sao Phật nói chúng sanh khó vậy? Tập khí quá nặng. Thì là chúng ta không được nói là cá tính quá mạnh, không dễ tiếp nhận lời khuyên dạy của người khác. Thứ ba là buông thả bất kính tam tôn. Tam tôn là tam bảo, khinh mạng tam bảo. Điều thứ nhất là không kính cha mẹ. Có
còn điều này là không kính thầy giáo. Đại đạo trong thế gian, xuất thế gian là hiếu thân tôn sinh. Không hiếu thuận cha mẹ, không tôn kính thầy giáo, Tam Bảo là mẫu mực hạng nhất của sư đạo. Phật pháp là sư đạo, là mô phạm của thầy giáo, điển hình của thầy giáo. Bằng làm sao có thể tùy tiện đối với họ không có một chút cung kính cho được? Nguyên nhân thứ tư là lấy trộm cắp làm nghề nghiệp cả đời, làm việc trộm cắp để duy trì cuộc sống của mình.